Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mà các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ralf Rangnick tiến cử hậu vệ lý tưởng cho Man United. Man United gia nhập cuộc đua giành Madrid The League. Và còn nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ralf Rangnick tiến cử hậu vệ lý tưởng cho Man United. Tariq Lamptey vào sân trong hiệp 2 và giúp Brighton lấy lại thế trận, dù chỉ với 10 người trước MU. Lamptey là một tài năng xuất chúng và đã được liên kết với việc chuyển đến Old Trafford. Tờ Mail đưa tin vài tháng trước, hậu vệ này nằm trong danh sách mong muốn của Ralf Rangnick. Rangnick đã đề cập đến Lamptey sau trận đấu và thừa nhận hậu vệ cánh này là lý do tại sao ông phải thực hiện việc điều chỉnh chiến thuật và để Alex Telles nâng cao trong giai đoạn sau của trận đấu. Vị chiến lược gia người Đức lên tiếng. Hành lang cánh phải với Lamptey thật nguy hiểm. Cậu ấy chơi gần giống một tiền đạo cánh phải trong 10-15 phút cuối trận. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định sử dụng Alex Telles để hỗ trợ Luke Shaw ở cánh đó. Vị trí hậu vệ phải của Man United vẫn chưa rõ ràng trong dài hạn. Điều của Đan Lốt hiện là lựa chọn số 1 nhưng vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện. Báo cáo của The Mail tháng trước tuyên bố rằng Nick đã xác định Lamptey là một bản hợp đồng tiềm năng và Brighton có thể sẽ đòi hỏi khoảng 40 triệu bảng cho hậu vệ này. Rangnick muốn hậu vệ cánh của Quỷ Đỏ chơi tấn công. Đó là lý do tại sao ông ấy tỏ ra ưu tiên Diogo Dalot hơn Aaron Wan-Bissaka. Và Lamptey hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu. Cựu ngôi sao Chelsea có tốc độ tuyệt vời, có khả năng tạt cánh ấn tượng. Lamptey đã tạo ra một cơ hội trước Man United trong 30 phút có mặt trên sân như những gì Dalot đã tạo ra trong 90 phút cho Quỷ Đỏ. Cầu thủ người Anh này mới 21 tuổi, còn có nhiều thời gian để phát triển, hoàn thiện bản thân và là một trong những lựa chọn năng động mà Man United nên cân nhắc. Man United gia nhập cuộc đua giành Madrid The League. Theo báo chí Italy, MU là một trong các đội bóng vừa liên hệ với Juventus về việc chuyển nhượng trung vệ Madrid The League. Hợp đồng của The League với Juventus có thời hạn đến 2024, kèm điều khoản gia hạn thêm 2 năm và mức giải phóng 150 triệu euro. The League không sẵn sàng gia hạn với ba rầm già mà muốn tìm kiếm thử thách mới. Juventus đã tính phương án không thể giữ cầu thủ người Hà Lan nên nhắm đến Bremer của Torino như giải pháp thay thế. MU rất cần trung vệ chất lượng khi Harry Maguire gây nhiều thất vọng. Đối thủ mà MU phải cạnh tranh để có được cựu cầu thủ Ajax là Chelsea, Barcelona và Bayern Munich. Rộ tin sao MU khó chịu vì Ronaldo muốn làm đại ca. Việc Ronaldo luôn thể hiện mình là trung tâm đội bóng khiến không ít cầu thủ MU khó chịu. Trên Twitter cá nhân, nhà báo Christian Fox của tờ Bild của Đức gây sốc khi tiết lộ một số ngôi sao người Anh như Mark Rashford, Harry Maguire tỏ ra khó chịu vì Ronaldo muốn trở thành thủ lĩnh phong thay đồ. Thậm chí, Christian Fox khẳng định phong thay đồ Quỷ Đỏ hiện chia làm hai phe những cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha như Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Fred, Alex Telles và phần còn lại. Thông tin này từng được nhà báo Alex Crook của TalkSport xác nhận vào đầu tháng 1. Christian Fox viết trên Twitter. Đúng vậy, các cầu thủ người Anh như Harry Maguire, Mark Rashford rất tức giận khi biết Ronaldo muốn làm thủ lĩnh phong thay đồ cùng vây cánh của cậu ta, mà MU đối diện nguy cơ chia bè kết phái. Tuy nhiên, ngay dưới phần bình luận, đích thân tiền đạo Rashford đã lên tiếng đáp trả. Có phải đến bây giờ các người mới dựng chuyện như vậy không? Hãy ngừng tìm cách chia rẽ đội bóng. Mục tiêu 40 triệu bảng sẽ thực sự hoàn hảo cho MU. Cựu danh thủ Paul In không đặt nhiều niềm tin vào Fred và cho rằng Man United cần phải chiêu mộ một cầu thủ chất lượng hơn. Paul In tin rằng Man United nên nhắm tới việc chiêu mộ Yves Bissouma của Brighton để thay thế Fred ở trung tâm hàng tiền vệ của họ. Hàng tiền vệ của Man United đã hứng chịu những lời chỉ trích trong những mùa giải gần đây. Scott McTominay và Fred bị người hâm mộ và các chuyên gia coi là những lỗ hổng trong đội hình Quỷ Đỏ. Đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ vung tiền vào mùa hè với Declan Rice của West Ham được cho là đứng đầu danh sách của họ. Tuy nhiên, Paul In cho rằng Bissouma, người có thể rời bờ biển phía Nam vào cuối mùa giải, có thể là phương án hoàn hảo hơn. Paul In lên tiếng, bạn phải nhìn vào việc tuyển dụng của Man United, họ không biết về Bissouma, giờ cậu ấy đang ở Brighton và có thể có giá 40 triệu bảng. Họ không biết về Kante, giờ cậu ấy đang ở Chelsea. Tất cả những cầu thủ này đều nổi bật, nhưng tại sao Man United không phát hiện ra họ? Họ cần có được một người như Bissouma vì tuyến giữa cần phải thay đổi. Fred không phải là đáp án. McTominay là một trong những cầu thủ giỏi nhưng sẽ tốt hơn nếu có người như Bissouma bên cạnh. Paul Pogba có thể khiến Man United thay đổi kế hoạch. Vài phút sau khi các cầu thủ Man United rời sân Old Trafford, các máy quay truyền hình đã quay lại hình ảnh một cậu bé trẻ tuổi đã cầm lấy một món quà lưu niệm, chiếc áo Paul Pogba đã mặc trong trận đấu với Brighton.
Khi sân vận động trống rỗng, cậu bé cười rạng rỡ trong sự hoài nghi và nhìn chiếc áo đấu màu đỏ trên tay với vẻ nghi ngờ. Bạn có thể đã tắt đèn sân Old Trafford vào thời điểm đó và nụ cười sẽ vẫn chiếu sáng cả sân. Pogba cởi trần là cầu thủ cuối cùng rời sân và khi anh tiến về phía đường hầm, đám đông cổ động viên quy đó đã hò reo trong sự tán thưởng. Đây là một đêm khác đối với những người tin rằng Pogba đang chơi hay từng ngày cho đến khi hợp đồng của anh đáo hạn vào cuối tháng 6 và anh có thể thoát khỏi cảnh tù đầy tại Man United. Cầu thủ 28 tuổi quan tâm sâu sắc đến câu lạc bộ này. Anh đã dành một số thời gian trong hiệp 1 để thực hiện một số bài tập từ đường biên khi khởi động và anh ấy đã cải thiện đáng kể tuyến giữa của MU trong 17 phút cuối cùng. Chiếc áo đấu là cách anh thể hiện sự cảm kích khác đối với những người ủng hộ. Đã gần 3 năm kể từ khi Pogba nói rằng anh ấy muốn có một thử thách mới. Khát vọng này vẫn ở đó bởi sự trì trệ tại sân Old Trafford đã có những quả bom tấn phát nổ, nhưng tình hình vẫn vậy, nếu không muốn nói là tệ hơn. Pogba không bao giờ quên khoảng thời gian đầu tiên của anh ấy tại Man United, bất chấp những hoàn cảnh éo le khiến anh ấy rời đi. Khi trở lại vào năm 2016, anh ấy đã làm quen với một số đồng đội trong đội trẻ của mình. Anh ấy đã có mối quan hệ tốt một lần nữa với Jesse Lingard và liên lạc trở lại với các đồng đội cũ. Pogba quan tâm đến Man United nhưng một cầu thủ tài năng cũng cần nhìn về khía cạnh tiền tài vật chất hay danh hiệu cho sự nghiệp của anh ấy. Chức vô địch World Cup với tuyển Pháp sẽ không bao giờ là đủ, còn trong 6 năm ở Old Trafford, anh ấy đã có một Europa League và một League Cup, đó là một con số thực sự ít ỏi. Không phải lúc nào anh cũng đạt được tiêu chuẩn mong đợi như số tiền 89 triệu bảng quy đỏ đã chi. Nhưng trong 10 năm tháng qua, anh luôn chơi tốt. Sau 3 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá, anh đã bắt đầu chơi tốt dưới thời Rangnick trong một hệ thống phù hợp. Huấn luyện viên tạm quyền này thậm chí còn khuyên với anh rằng hãy đá hết sức để kiếm về một bản hợp đồng tốt hơn trong mùa hè. Rất hiếm khi một cầu thủ đẳng cấp bước vào 6 tháng cuối cùng của hợp đồng và vẫn ở lại câu lạc bộ, nhưng điều đó không phải là không thể. Đại dịch đã làm thay đổi bản chất của tài chính ở châu Âu và ngoại hạng Anh là vẫn có sức hút riêng. Vấn đề là Rangnick cần tiếp tục tại vị và quy đỏ ít ra phải cán đích trong top 4. Maguire dẹp tan chỉ trích bằng màn trình diễn chất lượng. Thời gian gần đây, áp lực đè nặng lên vai Harry Maguire. Điều này không quá bất ngờ khi cầu thủ này liên tục để lại những màn trình diễn kém cỏi. Đặc biệt, trong 2 trận hòa liên tiếp trước Burnley và Southampton, Maguire đều mắc lỗi. Chính vì thế, cổ động viên Man United kêu gào huấn luyện viên Rangnick nên loại bỏ Harry Maguire khỏi đội hình chính. Dù vậy, vị chiến lược gia người Đức vẫn bảo vệ Maguire. Ông khẳng định bản hợp đồng 80 triệu bảng sẽ sớm lấy lại đẳng cấp vốn có. Tiếp đón Brighton, trong bối cảnh Rafael Varane gặp vấn đề về sức khỏe, huấn luyện viên Rangnick sử dụng Victor Nelot đá cặp với Maguire ở trung tâm hàng thủ. Thực tế cho thấy, Man United gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu này. Thủ thành David De Gea phải liên tục trổ tài cứu thua để mang về trận giữ sạch lưới hiếm hoi cho quỷ đỏ. Tuy nhiên, không thể không nhắc đến vai trò của Harry Maguire. Đội trưởng Man United có một ngày thi đấu tương đối chất lượng. Thống kê cho thấy, Maguire 3 lần thắng tranh chấp tay đôi, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Man United nào khác trên sân. Anh cũng có 5 lần giải nguy, cao nhất đội bóng. Chưa kể, Maguire còn thực hiện 5 lần đánh trận, chỉ kém một Yves Bissouma bên phía Brighton với 6 lần. Maguire cũng đóng góp tích cực vào mặt trận tấn công. Trung vệ người Anh chuyền bóng chính xác, đạt tỷ lệ 90%. Tình huống đáng chú ý nhất của Maguire là cú sút vào góc xa bị thủ thành Brighton cản phá ở những phút cuối. Đó là màn trình diễn coi được của Maguire sau chuỗi trận đánh mất phong độ. Sự tự tin đang trở lại và điều này là cần thiết khi Man United đang bước vào giai đoạn nước rút đầy căng thẳng. Rõ ràng Man United cần Maguire để đứng vững, còn quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì và còn lâu Maguire mới tiệm cận sự hoàn hảo. Nhưng trận gặp Brighton là một sự trở lại kịp thời và rất đáng ghi nhận. Một trận giữ sạch lưới sẽ giúp Maguire xông lại tinh thần. Cuối tuần này, Man United sẽ đối đầu Leeds United, một đối thủ khó nhằn khác. Đó lại là một bài test để Maguire chứng minh giá trị. Thêm một trận đấu chưa ổn định nữa, Maguire sẽ giúp quỷ đỏ có sự chuẩn bị tốt cho trận đại chiến với Atlético Madrid ở Champions League. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!